Nay mình mượn cái con mồi của thằng em, nó mới mua hôm trước á, mà quất đâu cũng được mấy con, thấy cũng hay hay. Nay mượn chơi để cho anh em thấy cái con này nó ngộ ngộ, cái đuôi nó dài dữ lắm. Mà cái thân này thì nó hơi mỏng, nó đuôi dài thân mỏng, cho nên cái con này lội như con rắn vậy đó, lẹo qua lẹo lại lẹo qua lại. Nói chung là con này đẹp, thì giờ mình cũng vẫn chơi với lữ 40.000 đó. 40.000 mà thêm chì với mà đổ keo vô, chưa có chùm cái màng co màu đen lại, tại vì cái này là chì bóp. Đi chơi chung á, với con này thì mình chơi cái con bi plắc nè, với lữ AR15. Con này thì gọn nhỏ, thân mình thon đó, hai con khá là đẹp. Con này thì bịch 5 con 50.000, lữ AR thì 120. Lữ này bán với đóng cá an toàn, nó cái đuôi nhỏ xíu tròn quay lúc lắc. Lợi hại lắm nha, cái đuôi lợi hại lắm, cùng với cái thè nè đó. Con này thì để chút xíu nữa mình test, thấy nó đẹp quá mượn chơi. Cái cuồng dây tô man nè, mới vô anh em thấy nó màu vàng không, bây giờ quýnh nước dơ nước bẩn riết rồi nè, nó trở thành hết vàng luôn rồi. Nhưng mà đặc biệt cái cọng dây á, cái đoạn đít đờ anh em thấy không, thì mình thấy là nè rất là mượt, thấy không, đổ lông đâu có đâu đổ lông đâu đó. Còn giật mình đóng cá cũng cày 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 luôn đó. Đây là 200.000 cuộn 150 mét nè, trần hưu rai 702, dây tô man CTK này cũng là lâu đời lắm nha anh em. Không, cái tưởng nó cá nhỏ không nè, ăn cũng gọn băng luôn anh em. Coi mình để mình coi cái lử nằm đâu, rồi cái lử nằm trong tuốt này đóng vô sọ luôn rồi. Nè cái lử cái đuôi nè, đó cái đuôi đây thì cái lử, à cái lử móc đây nè, thấy không, cá nhỏ cũng ok lắm đó.
đóng anh em thấy không, 40.000 là bạn mà phải đóng đóng gãy dây cần luôn lử chứ chờ đóng cái hứ vậy đó.